Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong sáng nay miền Bắc mưa sẽ giảm nhanh, trời sẽ có nắng trở lại, thậm chí cường độ nắng còn khá mạnh, khiến cho nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ vẫn duy trì trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Cục bộ vẫn có nơi nhiệt độ cao 34 độ, trời oi bức về trưa và chiều. Tuy nhiên, chiều và tối nay khi rãnh mây rông lại dịch xuống nước ta thì đêm nay miền Bắc sẽ có mưa nhiều trở lại. Khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc là những nơi có mưa vừa, có mưa to và rông mạnh. Nguy cơ xảy ra tình trạng lũ quét và sạt lở đất. Tại Trung Bộ, lúc này cả miền Trung trời đã có nắng, báo hiệu hôm nay cũng sẽ là một ngày nhiệt độ tăng cao, với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận tiếp tục giữ ở mức từ 33 cho đến 35 độ. Vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao 36 đến 37 độ. Dự báo tình trạng này sẽ còn duy trì trong khoảng 2 cho đến 3 ngày tới. Từ ngày 16 tháng 5, khi có tác động của không khí lạnh từ phía Bắc xuống, miền Trung sẽ xuất hiện mưa rào và dông mạnh và nhiệt độ cũng giảm dần. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay sẽ vẫn là một ngày ít mưa nắng sớm, vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ cao từ 31 cho đến 34 độ, còn khu vực Nam Bộ sẽ có mức nhiệt là từ 32 cho đến 35 độ. Nóng vẫn xảy ra cục bộ ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Chiều và tối nay, một số nơi ở Tây Nguyên sẽ có mưa rông, còn khu vực Nam Bộ diện mưa nhiều hơn ở mức rải rác, tuy nhiên lượng mưa không lớn là dưới 5 mm. Còn từ ngày mai, khi mà gió mùa Tây Nam hoạt động trở lại, mưa rông sẽ gia tăng dần và có thể xuất hiện mưa vừa mưa to trong những ngày cuối tuần này. Trên biển, chiều và tối nay, phía Bắc của khu vực Vịnh Bắc Bộ, phía Nam của Biển Đông bao gồm vùng biển của huyện đảo Trường Sa, cũng như khu vực biển từ Cà Mau trở vào đến Kiên Giang là những khu vực có mưa rào và dông. Trong khi đó, khu vực huyện đảo Hoàng Sa thời tiết tốt, gió Nam cấp 4, cấp 5, mưa rào và dông thì chỉ xuất hiện một vài nơi. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.